Bệnh viện trợ giấy thông tin về việc Phi Nhung đã qua đời một tháng nhưng đến giờ mới công bố. Giữa lúc người thân, đồng nghiệp và toàn thể khán giả không giấu được xúc động trước sự ra đi của Phi Nhung thì mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin gây hoang mang dư luận. Trưa ngày 28 tháng 9, showbiz Việt nhúm màu buồn ảm đạm khi hai tin Phi Nhung vĩnh viễn ra đi sau gần 40 ngày kiên cường chiến đấu với Covid-19. Gia đình, đồng nghiệp và toàn thể khán giả không khỏi xót xa khi một tài năng, một trái tim nhân hậu đã trở về với cõi vĩnh hằng. Giữa lúc nhiều người vẫn còn chưa nguyên ngoài trước sự mất mát này thì trên các diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện luồng thông tin gây hoang mang dư luận. Trong đó có tin đồn giọng ca bông điên điển đã mất từ một tháng trước nhưng đến ngày 28 tháng 9 mới công bố. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Trên TSBS Trương Dương Tiển, trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu D, bệnh viện trợ giấy cho biết, ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D lúc 21 giờ 33 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021 trong tình trạng sốc, tuột huyết áp, thở máy. Đến ngày mùng 5 tháng 9, tình trạng của cô có cải thiện tích cực, đã tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên đến đêm ngày mùng 6 tháng 9, Phi Nhung bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Ngày mùng 7 tháng 9, sau khi hội trần, nữ ca sĩ được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho nữ ca sĩ. Đến đêm ngày 27 tháng 9, cô bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức. Tuy nhiên, trưa ngày 28 tháng 9, Phi Nhung bắt đầu yếu dần, các chỉ số sinh tồn giảm dần. Dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút tại bệnh viện. Trong lúc tham gia các công tác thiện nguyện, giúp đỡ bà con tại vùng dịch TP, Hồ Chí Minh, Phi Nhung tiếp xúc với F0. Sau đó, nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc COVID-19 và nhập viện Gia An 115. Đêm ngày 26 tháng 8, Phi Nhung chuyển viện trợ giấy, quận 5, TP. Hồ Chí Minh để điều trị tích cực. Tuy nhiên, sau một tháng kiên cường chống chọi, nữ ca sĩ chút hơi thở cuối cùng vào 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9. Chính vì vậy, mọi tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Con gái ruột của Phi Nhung công bố cáo phó cho nữ ca sĩ. Hiện tại, thủ tục hậu sự của giọng ca bông điên điển sẽ do nghệ sĩ Việt Hương đứng ra chuẩn bị. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé